Xin chào anh em đã quay trở lại với Hùng Mobile. Có tin được không khi mà một chiếc flagship cao cấp nhất của Samsung thuộc top đầu thị trường trong năm 2019 mà mới chỉ sau có 2 năm rưỡi ra mắt bây giờ thì đã có thể mua được với mức giá chỉ từ 7 triệu. Anh em không nghe nhầm đâu, mức giá 7 triệu là mức giá dành cho Samsung Galaxy S10 Plus hiện đang có sẵn hàng tại Hùng Mobile. Vậy thực tế ra sao khi mà bỏ ra số tiền 7 triệu chúng ta sẽ có một chiếc Samsung Galaxy S10 Plus tại Hùng Mobile như thế nào? Anh em hãy cùng mình theo dõi ngay video này để đỡ phải tò mò nhé. Trên tay mình đang là một chiếc Samsung Galaxy S10 Plus đã qua sử dụng. Như anh em đang thấy, máy có hình thức như mới, mặt lưng và màn hình đều đẹp, không có vết xước răm hay cấn móp nào. Khung viền sáng bóng và chắc chắn đảm bảo là chưa qua sửa chữa thay thế linh kiện. Khi anh em mua S10 Plus với hình thức máy chân như này tại Hùng Mobile sẽ được tặng kèm một bộ sạc cáp nhanh chính hãng với công suất tối đa là 15W. Cùng với đó là bảo hành phần cứng trong vòng ít nhất 6 tháng với mọi lỗi từ nhà sản xuất. Các yếu tố thuộc về phần mềm như up ROM, update, nâng cấp phiên bản đều được hỗ trợ miễn phí trọn đời máy. Khi qua trực tiếp mua hàng tại các cơ sở Hùng Mobile, anh em sẽ có thể tự tay trực tiếp kiểm tra hình thức, ngoại hình máy. Còn đối với những anh em ở xa có nhu cầu mua hàng online thì bên mình sẽ hỗ trợ chụp quay video mô tả hình thức máy thực tế, bao gồm cả thông số mã IMEI để anh em theo dõi, tham khảo, xem xét trước khi chốt đơn đặt mua. Anh em sau khi chốt đơn thì sẽ nhận được đúng chiếc máy mình đã chốt trong video đó. Như vậy thì anh em sẽ tương đối yên tâm khi mua hàng kể cả trực tiếp hay là online. Và anh em đừng quên là nếu như có nhu cầu tham khảo tìm mua thì mình đã để link chi tiết sản phẩm ở trong phần mô tả video. Khi mà anh em xem được video này thì có thể click vào để xem mức giá được cập nhật mới nhất cũng như là những ưu đãi, phần quà đi kèm dành riêng cho Samsung Galaxy S10 Plus tại Hùng Mobile. Anh em có các thắc mắc, băn khoăn xung quanh sản phẩm thì có thể để lại bình luận, mình sẽ hỗ trợ tư vấn, giải đáp và trả lời cho anh em. Hẹn gặp anh em trong những video tiếp theo. Cảm ơn anh em đã xem video này của Hùng Mobile. Tạm biệt anh em.